Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình đến cho các bạn là chiếc điện thoại iPhone 4 mà là loại nên mua nhất là cái loại điện thoại iPhone 4S 16GB. Bởi vì sao? Cũng có loại iPhone 4S loại 32GB nữa, nhưng mà chắc là mình không có dùng tới đâu, tại vì cái điện thoại này mình dùng những ứng dụng thông cơ bản như là YouTube, Zalo, Zing và Facebook. Nếu các bạn trẻ hơn thì các bạn dùng TikTok. Nếu các bạn dùng thì máy này thì đảm bảo các bạn xài là từ một ngày thôi nhá. Đảm bảo là xài từ sáng đến tối không hết pin. Nút rung khi các bạn gạt xuống vẫn hoạt động bình thường này, tăng giảm âm lượng này. Nhiều nơi người ta bán cái loại là loại CDMA, tức là nó sẽ phát ra hai loại, hai bản, ngày xưa là CDMA và loại có dùng sim. Nếu mà loại dùng sim thì chúng ta sẽ có một cái lỗ ở đây để chọc sim ra, bỏ sim vào. Và nếu mà loại CDMA thì nó là liền luôn nha. Nên các bạn hay mua trên mạng nó bị cái loại là CDMA là nhà mạng á. Bây giờ mang về Việt Nam thì xài được những ứng dụng chơi chơi thôi, còn sẽ không dùng được sim nha. Đây các bạn trẻ thì các bạn hay dùng những cái ứng dụng như này, chia sẻ những trên mạng xã hội. Đây là những ứng dụng mà rất là mới hiện tại bây giờ. Đây là những ứng dụng mới, hoặc là các bạn sẽ vào xem phim như YouTube cái thứ thì nó rất là hữu dễ dùng. Ở đây thì mình có hai phiên bản, là phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Ở đây thì mình là 4S thì nó sẽ có cái gạch trên đầu rồi nha, còn 4 thường thì nó sẽ không có. Các bạn vào xem những video trong đây này. Đây chúng ta xem video trong đây. Khi ta muốn xem thì chúng ta phải quay ngang quay dọc, đó tùy theo ý thích. Đó, các bạn quay ngang sẽ được. Khi các bạn vào video thì mới quay được ngang nha, còn các bạn dùng thẳng lên như này. Mình sẽ phát một cái thôi. Cái này thì nó là iPhone 4 thì nó sẽ trang bị cho bạn hai cái loa bên này, nhưng mà thường thường là chỉ có một cái loa bên trái bên phải thôi nha, bên trái không phải, cái này chỉ là để tỏa ra và thu âm mic thôi. Nếu các bạn xem những video mà vui nhộn hoặc là giải trí thì mình sẽ xem bằng cái điện thoại iPhone 4S, tốc độ nó nhanh hơn, với con chip là A5. Cái này thì chip A5 nó sẽ nhanh hơn cái điện thoại gọi là iPhone 4. Cái loại này là loại 4 thường thì chúng ta sẽ phân biệt bằng cách là có cái gạch ở đây, có cái gạch đây, mà cái iPhone 4 thường thì sẽ không có. Ở đó thì các bạn sẽ nhìn dễ hơn. Trên đầu thì iPhone 4S thì sẽ không có cái gạch, bên iPhone 4 thường thì sẽ có một cái gạch ở đây. Đó, chúng ta sẽ thấy phân biệt được iPhone 4 thường và 4S nha. Còn loại bên mình bán thì không có bán loại CDMA nha. Để bán trên mạng nó gần như là gọi là lừa đảo á, thì không có dùng sim đâu các bạn, không có lỗ chọc sim đâu. Các bạn phải có cái lỗ chọc sim, các bạn nhét sim vô. Đó, cho sim vô rồi mới gắn vào. Đây loại bên mình bán nha, không có bán loại CDMA. Cái này thì 4 thường thì nó sẽ tốc độ nó sẽ chậm hơn. Còn cái 4S thì mình vào phần cài đặt này mình xem nó là 4 thường 4S. Nếu các bạn sợ bên trong của nó khác nữa thì các bạn vào phần cài đặt chung. Cài đặt chung vào phần giới thiệu. Giới thiệu điện thoại. Đó, cái này đều là iPhone hết nha. Đây là mình sẽ nói qua một cái phần này nữa này. Phần này cũng quan trọng. Dung lượng ở đây là 13.5, có nghĩa là dung lượng này nó chỉ là dung lượng còn thôi, có nghĩa là mình đã tải được rất là nhiều thứ. Và đây khả dụng của nó là còn 11.9, ở bên này là khả dụng là 11.3, có nghĩa là còn dùng được, chống đó là 19.3. Phiên bản thì một loại bên 4 thường thì chỉ dùng tới 7.1.2 là đang là cao nhất nha. Còn cái loại mà loại 4S thì nó nhanh hơn, nó mạnh hơn thì nó dùng được 9.3, vẫn dùng được cái ứng dụng mà nó mạnh hơn một chút. Tiếp theo đó thì nó là hai bản sẽ khác nhau dung lượng là như thế.
và chúng ta sẽ biết được nó là đã 16GB nhưng mà nó đã tải được kiểu là tin nhắn này, điện thoại này, Saria mail này, nó tất cả mọi thứ ở đây. Mình tải hết rồi thì nó bị mất mấy MB ấy, thì nó sẽ không đủ 16 MB khi các bạn kiểm tra như này nhé. Thì chúng ta sẽ là dung lượng chỉ là 12.6 và còn trống là 11.3. Thì bạn thắc mắc tại sao 16GB mà không đủ 16GB là vì vậy. Cũng ngày đó là những cái ngày xưa thì mới đầu tập dùng iPhone thì mình cũng gặp phải, mà mình cũng hỏi những người bán hàng. Đến bây giờ thì mọi người cũng lại hỏi lại mình như thế. Ở đây thì các bạn dùng thì các bạn muốn sóng nó khỏe hơn ấy, nó chuẩn hơn ấy, thì các bạn vào phần cài đặt nha. Cái máy này thì camera trước của nó là 0.8 megapixel. Nó hơi xấu nha, các bạn thì sẽ chụp ảnh nó sẽ không được đẹp. Ở đây thì mình có cái phần pin này. Các bạn chế độ nguồn điện thấp, các bạn sẽ bấm này thì nó sẽ ra là cái phần trăm pin, và các bạn dùng như này thì pin nó sẽ được lâu hơn nha. Nếu mà bạn nào xài nhiều, các bạn nên bật cái chức năng lên. Màn hình độ sáng các bạn tăng giảm âm lượng, chữ đậm thì các bạn chỉnh chữ nó đậm lên. Thì các bạn chỉnh hoặc kích cỡ văn bản, nếu mà người lớn tuổi các bạn kéo này cho người ta. Còn nếu mà đang là thanh niên thì các bạn bấm vào nút bình thường hoặc là nút nhỏ hơn thì càng tốt. Âm thanh thì các bạn sẽ thay đổi được này. Khi gọi tới gọi lui này. Nhiều lắm, nhiều chuông lắm, các bạn có thể dùng thoải mái. Ở đây nó có rất là nhiều cái hay. Và bên mình bán là các bạn mà yên tâm là không có iCloud ẩn nha. Các bạn không cần khôi phục được gốc đâu, tại vì cái này là mình đã nhập từ bên nước ngoài về rồi, mình đã sử dụng hết thử hết rồi. Nên các bạn không cần. Và bên mình sẽ cài cho một các bạn là quan trọng là mình sẽ cài 4 cái ứng dụng là YouTube, Zalo, Zing và Facebook. Và giờ như Zing thì các bạn muốn nghe nhạc đúng không? Các bạn tắt màn hình đi các bạn vẫn nghe được nhạc. Không như YouTube thì các bạn sẽ không làm được điều đó. Đây các bạn sẽ vào Zing để nghe nhạc thì mình sẽ vào phần ứng dụng của Zing. Đây là nút home ảo này, các bạn giữ nguyên cái này. Bấm cái sẽ ra, không cần phải bấm cái nút home nó cứng rồi đấy nhá. Cái home cứng này sau này là sử bạn bấm nhiều quá nó sẽ hư á. Thì chắc chắn là sau thời gian sử dụng vài năm thì nó sẽ hư rồi. Còn các bạn bấm vào đây nó sẽ ra màn hình chính. Đó, còn cái camera sau của nó là nâng cấp lên con chip A5 thì nó khác với con chip của cái điện thoại iPhone 4 á, thì nó sẽ nâng cấp lên và camera của nó là sẽ mạnh hơn, nó là 8 megapixel thay cho cái camera này 5 megapixel. Chụp ảnh thì đến hiện tại bây giờ nó vẫn còn rất là nét đấy các bạn nha, nó không có chậm, không có xấu đâu. Các bạn phóng lên nó vẫn không bị vỡ hình. Như cái điện thoại rẻ thông thường thì các bạn chụp xong các bạn phóng lên như này thì nó sẽ vỡ, còn cái này nó sẽ rất là rõ nét này, đó, vẫn là rõ nét. Không có bị vỡ hình nha. Đó là chỉ có vài tính năng mình cần lưu ý khi mua điện thoại thôi. Còn nếu bạn nào mà lắp SIM vào mà nó không có sóng thì mình sẽ hướng dẫn là các bạn tắt ở chế độ máy bay. Ok chưa? Các bạn vẫn kết nối Wi-Fi. Rồi, kết nối Wi-Fi xong. Rồi, các bạn sẽ vào phần cài đặt chung. Các bạn muốn không dùng cái tính năng này, nút home thì các bạn có thể tắt đi nè. Vào đây, các bạn lấy nút Accotis chấm tắt luôn. Thì các bạn sẽ mất cái phím này đi, khỏi bị vướng này. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp, mình vào phần tắt chế độ máy bay này. Vào phần cài đặt chung. Vào phần ngày giờ, các bạn sẽ chỉnh về giờ Hà Nội. Các bạn chỉnh về giờ Hà Nội hoặc Sài Gòn cũng được rồi. Hà Nội, cho nên chuẩn nha. Hà Nội này, các bạn cập nhật lại này. Vẫn phải để wifi để cập nhật nha. Ngôn ngữ vùng, các bạn phải chuyển về vùng Việt Nam. Rồi, về vùng Việt Nam nó đang là vùng Bắc Kinh hay là Canada gì đó, nó đại loại như thế. Mình sẽ chuyển về vùng nha. Các bạn nhớ phải chuyển về vùng mới có sóng nha. Rồi, các bạn sẽ chỉnh ngày giờ này, chuyển vùng này. Sau đó các bạn vẫn để nguyên cái chế độ máy bay cho mình. Các bạn tắt nguồn đi. Rồi sau đợi tầm 5 giây các bạn bật lên là cái máy nó sẽ có sóng bình thường. Nếu mà các bạn ở vùng xa thì các bạn nên làm như vậy để máy nó biết là bây giờ tao đang nằm ở vị trí này, thì mình sẽ bắt những chậm sóng ở gần đó, chứ không mình không bắt ở đâu nữa. Đó, thì nó sẽ có sóng hơn, mạnh khỏe hơn. Ở đây thì phiên bản màu đen và phiên bản màu trắng, nó có hai phiên bản thôi. Thì các bạn lựa chọn, thì nếu mà các bạn sạch sẽ các bạn thì dùng các bạn màu trắng. Còn nếu mà bạn nào mà tay ra mồ hôi hoặc là làm công việc bụi bặm thì bạn hay đi đường, các bạn nên dùng màu đen thì nó khỏi bị dơ. Thì cái này thì bên mình chỉ giới thiệu qua về những tính năng thôi, còn các bạn xài thì chắc chắn là những cái này thì các bạn đã nhìn qua rồi. Ở đây là có một cái sạc sạc chui dẹp. Ở đây thì bên mình sẽ bán sạc cho các bạn là 40.000, các bạn sẽ mua riêng nha.
mua sạc và mua máy riêng, nếu bạn nào mà có rồi thì thôi, còn nếu bạn nào chưa có thì mình nên mua, tại vì trên thị trường các bạn toàn sạc giảm thôi, xài không có được. Cái màn hình của con iPhone 4S thì nó sẽ sáng hơn màn hình Retina, còn cái loại màn hình của iPhone 4 thì nó cũng không được đẹp bằng nha, nó vẫn đẹp thôi nhưng mà nó sẽ không, mỗi thứ nó sẽ một cái hơi khác một chút, và nhìn thấy hơi khác một chút. Rồi, cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Nếu mà các bạn nào quan tâm với sản phẩm bên mình thì các bạn sẽ đặt hàng và bảo hành cho các bạn thời gian lên tới là 6 tháng. Các bạn truy cập được website là alophone.vn này, bên mình sẽ để đi ngay đường link xuống với video nhé. Bạn nào chưa theo dõi kênh của mình, các bạn sẽ bấm vào bên góc bên tay bên mình đây, bên phải đây, bấm theo dõi, mình sẽ ra video và sẽ giảm giá mỗi tuần một sản phẩm nha. Yên tâm cho các bạn sẽ có cơ hội mua được bên sản phẩm bên mình. Rồi, xin chào và gặp lại video tiếp theo.